Xin chào tất cả anh em đã quay trở lại Phạm Văn Tu Hôm nay mình giới thiệu một anh em mình cái mẫu hoàn toàn mới Của con Ford Transit đời 222 cho đến đời 224 uh, Đây là bộ combo bộ ốp vân gỗ táp lô và cầm cùng với tay cửa kính bấm lên kính của Nó sẽ bao gồm 2, 4, 6, 7 2, 4, 6, 7 7 là thành 11 món anh em nhé Thì sẽ bao gồm những cái sản phẩm sau đây, à, <laughs> này là ốp đài này, này là ốp chỗ đồng hồ tablo này, thằng này là ốp chỗ um, bấm kính hai bên này, ốp cửa gió này, bộ, bộ ốp uh, hõm trong và bấm kính này, và đặc biệt này thêm có cái ốp túi khí anh em nhá, rất là đẹp, đây anh em xem đường vân này, vân gỗ sọc anh em nhá tất cả đằng sau mỗi miếng dán này là sẽ có băng dính 3m sẵn rồi. Anh em mình về việc ốp vào thôi. À, hàng dày dặn, long lanh đẹp. đấy anh em mình có thể quan sát được cái vân gỗ này. nó làm như thật luôn. màu nâu rất là sang trọng. đây hàng về khá là nhiều. ngoài ra vân gỗ này thì còn có vân carbon thì mình sẽ review vào cái video lần sau. Đấy. Đó, anh em quan sát nhé. Nè. Ok chưa? Anh em nào quan tâm thì cứ inbox cho mình nhá. Video về hướng dẫn cách lắp đặt thì mình sẽ làm video lần khác. Cảm ơn tất cả anh em nhé